Làm sao tìm ra hang ổ của bọn nó đây? Đúng rồi, mình quên mất là đã cử hai bạn đi thám thính tình hình rồi mà. Phiền ông bật TV lên cho bọn tôi xem với. Ok ông. Xem phim nhớ bình luận văn minh nha mấy bạn. Nói vậy là mình tắt TV khỏi xem đó nha. Xin chào tất cả mọi người đang xem trực tiếp trên kênh UZ của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang có cuộc phỏng vấn với hai si ký bì đi to lất to cỡ bự. Mọi người cùng lắng nghe xem họ nói gì nhé. Xin chào tất cả 500 anh em máy quay với loa đài, TV. Thú thực thì hiện tại tôi đang phải bận bịu với việc sửa chữa cho Giman. Nên hỏi gì thì hỏi nhanh lên. Cho tôi hỏi là bộ loa trước ngực ông lấy ở đâu vậy? À, bộ loa này ấy hả? Ta lấy nó ở chiến trường, lúc TV ta tân bị đánh trọng thương ấy mà. Tiếc là nó đã chạy mất, chứ không là ta đã có được một tên đầy tớ mạnh mẽ rồi. Thôi, vào công việc chính nhé. Được thôi tiến sĩ. Bọn em mới làm lần đầu. Sếp cố chịu đau một triệu nhé. Đau, phải thật đau thì mới sửa được. Đau một tẹo thì sửa sao được. Tạo cú nổ lớn đi cho nóng dao nhanh. Há miệng ra sếp ơi, sếp bị sái quai hàm rồi nè, để bọn em chỉnh lại cho. Để em hàn lại cái răng cho đẹp nhé. Ở hai cái ông này, tiền thuốc tê rồi còn cựa quậy ghê vậy. Ngồi yên, không xiên vào họng bây giờ. Bỏ ra, đau quá không sửa nữa. Đã bảo không khoan nữa cơ mà cái thằng này. Em biết sếp nghĩ gì rồi nhé. Tao thì nghĩ cái gì? Ông tính không sửa, để khỏi phải ra trận đúng không? Thì chùm cuối, ai lại ra trận đầu tiên? Nhưng mà ông mạnh nhất mà. Ông nâng cấp các thứ xong ngồi một chỗ thì nâng cấp làm gì? Khôn như ông quê tôi đầy. Thôi bye bye, chào ông sếp hèn nhát. Chán nhỉ, nội bộ lục đục à? Hay là bảo đại ca đừng tấn công nữa ta? Tao thấy tội lão Giman quá mày ạ. Thôi buổi trực tiếp đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi live stream đợt sau.